thì anh đợi ổn định trong này anh cũng sẽ đón con vào trong này, chứ không thể để ông bà chăm mãi được. Hàng ngày anh gọi về, hàng tháng anh đi làm anh gửi tiền về. Chứ còn trước anh làm Hà Nội thì một tháng anh về thăm con 1-2 lần, 2-3 lần. Nhưng mà anh vào trong Sài Gòn rồi thì ít đi, tại vì tiền đi lại nó rất là đắt. Nhưng anh rất là nhớ. Xin lỗi. Đừng. Ok. Chuyện này cũng ít. Trong khi Duy Anh và Tiên có cuộc hẹn riêng, thì những bạn còn lại về nhà ăn trưa và có hình phạt dành cho những người không thực hiện được thử thách. Thôi bây giờ chả quá, chắc là mình không đi chợ quá, mình order. Bây giờ trưa 1 giờ kém chiều rồi. Ừ. Nhưng mà mọi người ai cũng hồi sáng có hình phạt cho Chiến với lại Khoa là rửa chén nấu ăn, nhưng mà bây giờ không có thời gian nên là mình sẽ làm một cái nhẹ nhàng hơn, đổi hình phạt. Ác hơn là tối nay mình sẽ make up cho các bạn nam thành con gái. Rồi, vui luôn, rất là vui luôn. Làm gì? Vậy nha. Make up cho đẹp trai hơn. Wow, bình tĩnh. Thôi bây giờ, khoan chờ, anh Duy làm luôn đi. Hả? Cái gì? Anh có thua đâu, hôm qua anh thử thách anh thắng mà. Tiên và Duy Anh đã có một bữa trưa tại hẻm xíu buffet. Anh nghĩ như thế nào về bốn cô gái của nhà Trung? Linh thì nhỏ tuổi, làm việc không suy nghĩ. Nói chung là bé Linh thì còn rất nhỏ. Để mà hỏi là anh có yêu Linh không thì anh cũng sẽ trả lời thẳng là mẫu người như anh không phù hợp với cả Linh. Anh nghĩ anh không đủ tiêu chuẩn để làm người yêu của Linh. Sao lại như vậy? Nói chung là với quan điểm của anh á, đây anh nói quan điểm của anh nhá. Anh muốn Linh phải lớn đã, Linh phải lớn, phải học hỏi, phải lớn, phải làm việc, phải trải đã, trải đời đã. Vì bé nó còn nhỏ mà. Chứ ví dụ như anh thì anh không phù hợp với cả Linh. Còn em thì em năm nay cũng năm cuối rồi. Ý là dạy anh là anh phù hợp với em rồi. Không. Em phù hợp với anh rồi. Thì cũng, anh nghĩ là cũng phù hợp. Mà bạn gái của anh là gì? Mỗi người bạn gái của anh à? Xem tính cách của em. Cao như em. Hiền như em. Máu chiến giống em chứ. Ngày cứ đánh nhau nó dễ. Ở nhà ví dụ lô đùa bật nhau thì cũng vui. Ở ngoài thì anh có vẻ điềm tĩnh. Nhưng mà khi mà có hai đứa anh nghịch, có một chút gì đấy trẻ con. Con người của anh nó đa tính cách. Em có sợ lấy chồng xa không? Em hả? Ngày xưa thôi, bây giờ máy bay các thứ vèo vèo. Cũng may rồi mày. Sao? Ừ? Có sợ không? Sợ. Sợ lấy chồng xa. Rất là nhớ nhà. Đúng rồi. Theo đúng những gì đã bàn bạc, Khoa và Chiến phải chịu hình phạt trang điểm trước bữa ăn trưa. Hừ, bị hừ. Ghê quá à, nhìn giống gì phải không? Brooklyn á. Oh my god. Nhớ chồng Nguyễn Sông mắt rồi. Ngon không nè mắt đâu anh. Có chịu á. Mắt cho có xỉu á. Có chịu. Này thì để không được tẩy. Chị qua đây đi. Sao? Sa nhớ đó, khi nào có trò chơi khác thì Sa sẽ... Sa vẽ gì vậy đó? Em vẽ ngôi sao với trái tim. Trời ơi, chú tiên. Ê, nhìn Chiến nè. Rồi, cái nét ông luôn á.
Râu như này nè, vợ ở trong. Cái này là khóe, khóe nhăn. Râu giống như phát xít á chồng. Cho một nhúm đây nè. Trời già chán luôn. Ủa? Ông già thế. Ê, ăn một bữa cơm xong sao già đi mấy chục tuổi. Rồi thì hai người đi lên lấy đồ ăn đi. Mua gì cũng được. Khoa với lại Chiến là bị vẻ mặt. Chiến thì có vẻ bị hơi bị quạo, tại vì vẻ mặt thì xấu, anh cũng hơi căng, nhưng mà mặc dù lúc mà vẽ mặt xong anh còn lây đòi vẽ thêm nữa chứ. Vẽ thấy hết hài rồi. Chào. Này, lấy menu xuống được đồ không? Không cần cười đâu, bởi vì đó là hình phạt mà. Dường như thấy hình phạt còn nhẹ, Kim đã tăng thêm độ khó cho trò chơi. Thôi tất tiện. Phải nhìn vô chuyện này, nói là anh nói chuyện. Ờ, ok. Phải làm không? Thiệt. Chào em. Anh muốn nói. Anh muốn nói và anh yêu em. Ok anh. Em cũng yêu anh. Ờ, cảm ơn nha. Ờ, tim hết đau rồi. Nhiều lắm, thằng nhiều lắm. Ê. Baby girl. Bye bye baby girl. Em có hợp kiện một chút rồi, chúng mình hồi lắm. Hey baby girl, I love you rồi. Tán lả tán lả kiểu. Chào em. Nhẹ lắm luôn, bé kiểu. Nói, em tinh tinh đầu. Không phải đầu. Rồi vậy là tập số chương trình là mang tỏ tình với bạn mình. Drama sẽ tình đó. Oh, thiệt luôn đúng sàng. Chắc tôi đi đậu ra ngoài chương trình. Nói chương trình. Sau bữa ăn trưa, Duy Anh đã dẫn Tiên đến nơi làm việc của mình. Đây là cái phòng làm việc của anh. Anh đã chìm trong này. Đi vào đây. Đó, xịn xò. Đó, đây là khi mà anh bật like. Like một lúc sẽ có người xem. Mọi người sẽ vào, mình tương tác với nhau. Chị Poi. Hello chị, hello mọi người nhá, hello mái Trần nhá. Alo, alo. Mình đang ngồi cạnh một bạn xinh lắm này mọi người. Hello. Được không? Uy tín chưa? Được chưa? Bén thế này mà sao anh cua đi anh ơi á. Cua bạn này à. Đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Nên là cái câu chuyện này là không thể nào tiết lộ được. Thì trong cuộc sống mà anh đã bao giờ gặp một cái chuyện gì đấy mà làm cho anh cảm thấy rất là buồn và có thể là cũng suy sụp không? Anh đã bao giờ trải qua chuyện gì đó? Anh có. Anh là bố đơn thân và anh đã từng có gia đình rồi, nhưng hiện tại bây giờ anh phải một mình đi làm, một mình nuôi con, người là đi xa con, cái thứ con thì gửi cho ông bà nội chăm. Còn anh thì đi làm xa nhà, bươn trải các thứ để mà lo cho con cái, lo cho tương lai, lo cho cuộc sống. Thế nên là cái mà anh buồn nhất là anh đã mất đi một gia đình. Và anh rất nhớ con anh. Lúc nào rất nhớ con anh nên là anh mới lấy nghệ danh là Bùi Duy Anh là tên thật của con trai anh. Còn tên thật của anh là Bùi Văn Hải. Anh lúc nào nhớ tới con thì anh đẻ tên như vậy. Tại vì thằng bé rất là đáng thương. Và nỗi là do người lớn, trẻ con không có tội. Nên anh rất là thương con. Đây là cái mà anh buồn nhất. Thì anh đợi ổn định trong này, anh cũng sẽ đón con vào trong này. Chứ không thể để ông bà chăm mãi được. Hàng ngày anh gọi về, hàng tháng anh đi làm anh gửi tiền về. Chứ còn trước anh làm Hà Nội thì một tháng anh về thăm con một hai lần, hai ba lần. Nhưng mà anh vào trong Sài Gòn rồi thì ít đi. Tại vì tiền đi lại nó rất là đắt. Nhưng anh rất là nhớ. Xin lỗi. Được. Ok. Sao?
chuyện này anh cũng ít chia sẻ với ai. Trời. Làm bố hay làm mẹ đơn thân thì đều không dễ dàng, và đó là một cái lựa chọn rất là khó khăn. Nhưng mà mình cảm thấy những người bố hoặc người mẹ đơn thân, người ta rất là dũng cảm, và người ta rất là dũng cảm với cái quyết định của mình. Và mình chỉ thật lòng là mình mong những cái điều tốt, những cái điều mà họ mong muốn thì sẽ có thể như họ mong muốn. Bởi vì cái cuộc sống của họ rất là áp lực và khó khăn. Thì nếu như nói về tình cảm thì mình đang rất là có ấn tượng với anh Duy Anh. Vừa làm đất sét á, mọi chân cực kỳ luôn. Wow. Cảm ơn baby girl. Cặp đôi bí ẩn đúng không? Cặp đôi bí ẩn. Phòng tới phòng thấy không thích quá. Xin lỗi, xin lỗi. Còn sống. Nghe bài. Mày yêu em đúng không hả? Sao? Mà đẹp. Trời, con nịnh nữa. Chiều nay, Khoa hộ Tống Linh đi mua quần áo, chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa như anh chàng đã hứa. Nhưng mà cái này hết chưa? Không còn. Lấy ra đi. Nhưng mà nó không có ra. Cất hẳn rồi. Không. Ghê quá à. Trời, không ngờ anh vậy luôn. Làm đi. Thôi. Gì vậy? Không, không, vậy? Không cho ngủ à? Ngủ đi. Wow, hết ngủ được. Mới đánh hả, hết ngủ được. Không ngủ cũng được, không ngủ đang nói chuyện với em. Ngủ rồi ai nói với em. Khoa trân trọng phụ nữ. Trân trọng. Sai mà. Anh đọc sai á. Trân trọng phụ nữ. Thôi nãy em đọc như trông trọng. No. Nói muốn nói trông. Rồi hồi nãy được rồi. Mệt dễ sợ. Mệt dễ sợ luôn. Yeah, tới trường. Đi vô. Đúng rồi, cái này dễ thương, cái này anh cũng thấy dễ thương nữa đúng không? Thấy dễ thương. Hợp lý chung với em á. Thì đó. Anh có cảm thấy em dễ thương như cái áo này không? Đúng, dễ thương mà. Chứ anh mà nói không là em sẽ đấm anh. Thôi lấy cái này đi, nhưng mà anh thấy đẹp, được đúng không? Dễ thương mà. Thiệt không? Thiệt. Mặc giới đẹp á. Thiệt không? Thiệt. Đẹp. Ok, mình tin bạn. I think you. Believe you. Believe me hả? Ok, cảm ơn. Cảm ơn em. Đưa cái mên. Ủa, trong này làm được rồi. Nửa chục nửa thứ. Thất chung lượng. Thấy ghê quá à. Sao có thể đưa vô cái mặt của em như vậy vậy? Không. Anh á. Gì vậy? Chị chụp anh thôi. Thấy ghê. Không. Ok, ok. Đồ chưa biết tỏ tình đúng không? No, chưa. Đang suy nghĩ. Nhìn nham hiểm thật sự. À, đây nè. Tiếng Anh nha. Bây giờ nói tiếng Anh này nè. Ok. If you were mine. Hả? If. You. Anh đọc nguyên một từ. If. Nhưng mà đọc chậm thôi. Ý là đọc nguyên một từ nhưng đọc chậm if, thôi. Okay. If. You were mine. If you were mine. I give you the world. Là gì vậy?
giống là cái gì tôi cho là em or giống gà em là của mình á, gà mình đưa hết hết world gì vậy? tất cả gì cũng được. Cho vậy đúng không? Vậy if you were mine I'd give you the world. Ok. Thích làm đó hả? Đúng rồi. Ok. Trời ơi. Phải làm đâu nè, nè, đợi đợi. Ok. Trời ơi, bé ơi. Còn dẻo hơn cả em nữa. Không, bình tĩnh nè. Không, nhưng nhìn vui, nhìn mắc cười, làm lại cái nữa đi. Ok. Nhìn đúng mắc cười luôn á. Tại hôm nay anh Khoa đi mua đồ chung với em, cho nên là em sẽ nấu cho anh Khoa ăn. À, cảm ơn nhiều. Không có chi. Bà kiếm mày nấu đồ ăn cho Khoa. Mà tự nhiên hôm nay thì mình cảm thấy là mình với anh Khoa có rất là nhiều điểm chung với nhau. Tự nhiên ngày thứ ba cái tự nhiên cái xuất hiện quá trời điểm chung luôn, cho nên là mình cũng thấy dễ dàng nói chuyện với anh Khoa hơn. Với lại anh Khoa cũng khá là thú vị và hài hước, cho nên là nói chuyện với anh Khoa kiểu cũng rất là thoải mái. Tối nay, đa số các thành viên đều có việc bận nên ngôi nhà chung không còn nhộn nhịp nữa. Rảnh rỗi quá nên Duy và Chiến đã mở một cuộc điều tra về cặp đôi bí ẩn. Những cái đường này á, là những đường có khả năng là cặp đôi bí ẩn đó, hiểu không? Còn anh với Hằng không có đúng không? Bỏ. À, không có. Là ba con đường em nghi ngờ rồi. Sao em nghi ngờ hả? Ừ. Còn anh bẻ đi, anh nghi ngờ, anh bẻ, anh nói nghi ngờ đi. Nè. Lê Chiến với Tiền nè đó. Nhưng mà anh nghi ngờ đúng đó. Nếu như em á, em mà là cặp đối với anh á, thì em sẽ không làm cái hành động này, hiểu không? Em sẽ không lái viết lá giá để viết ra như thế này, không chơi trò thám tử như thế này. Duy Anh. Anh nghĩ là nếu mà Duy Anh thì anh nghĩ Duy Anh với lại Hằng. Anh nghĩ Duy Anh với Hằng. Cực kỳ cao luôn. Duy Anh không nghĩ với Kim với Tiên đâu. Duy Anh với Hằng. Khoa thì với Kim. Khoa có thể Khoa với Kim. Khoa thì anh không nghĩ là cặp bí ẩn. Không phải à? Anh nghĩ không. Bây giờ thì phân tích anh thì không thể biết sao được, bởi vì là cảm giác không thể nào được luôn á. Là hôm trước có Hằng kêu là Hằng mới đầu gặp Duy Anh là Hằng thấy rất là thích Duy Anh luôn, thì Duy Anh cực kỳ đẹp trai. Mà Duy Anh cũng khen thẳng là Hằng là một đẹp gái. Duy Anh khen Tiên nữa nè. Duy Anh khen Tiên là cái nụ cười của tiên sinh thôi. Mình không thể bàn về cái sự khen của Duy Anh được, mình phải bàn về ánh mắt của Duy Anh đối với những cô gái như thế nào. Rồi, em nói Duy Anh với Kim đúng không? Khoa với Kim đúng không? Cặp đôi bí ẩn đúng không? Anh thì anh thật sự anh không thể đâu. Em cũng không thể. Sao em không thể? Em có thể chứ. Điền, em nếu như em là cặp đôi bí ẩn thì em không bao giờ ngồi lại đây để vẽ ra như thế này, chơi cái trò thám tử như thế này. Những cái đang có nguy cơ cao sẽ đánh dấu sao nha. Nha. Sương hả? Ồ, em với Hằng, Chiến ơi. Em với Hằng không, em không, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Hả? Những cặp đôi bí ẩn. Đây, thiệt đời. Đoán đi. Hả? Dạ, hả? Không, đây là chuyện của hai thằng đàn ông. Em... Làm gì có em? Anh đang kể mũi tên này, em không thấy hả? Rồi, đủ rồi đó. Làm gì có em? Tại sao anh là nghĩ như thế này? Anh phải, khi mà anh làm cái đó anh phải có cơ sở chứ. Trời ơi, em ơi là lốt hả? Đó, bốn cặp đó, em chắc chắn một trong bốn số đó là chính xác đó. Các cô nàng còn lại đều chưa quay lại nên Linh lần đầu tiên nấu ăn cùng Duy và Chiến. Ồ, nó cứng. Ủa vậy làm vậy rồi bao giờ mới được ăn? Tầm một tiếng nữa là được ăn á. Một tiếng hả? À đúng rồi, mình phải ngồi phải hầm xương nữa đúng không? Đúng rồi, mình phải hầm xương nữa mới được. Hầm càng lâu nó mới ngon hả? Nhưng mà ở đây mình có gói súp này rồi thì nó phải nhanh hơn chứ. Cốt súp gà nè. Thành phần sử dụng của cốt súp gà nè, muối nè, đường nè, mỡ gà nè, nước luộc xương và thịt gà cô đặc 150g. Ôi cái hộp này tính ra nó tiện lợi ghê luôn á. Cái này ăn ngon lắm đó. Dạ em thường ăn cái này nè. Hả? Anh thì chưa mà chắc mẹ thử nấu cái này. Này là cả nhà tin vô mỗi lấy em đó. Nên em cố gắng đi nha. Thường lấy đồ ăn em hay bị bung lắm. Ủa giờ có nấu còn chê nữa.
đâu có chê đâu mà giống như là đang mình chê luôn kìa. Mình rào trước cái nếu mà cháu chỉ cần hôm nay cháu nấu đồ ăn ngon thôi là cháu sẽ vậy giờ chú sẽ có chút tình cảm gì đó với cháu nha. Ừ. Kệ chú chứ. Ôi cháu không phải chú à. Có nghĩa là chú sẽ đỡ bị mất quan điểm từ đầu mùa tới cuối mùa với cháu. Chứ không phải là tình cảm gì kia. Tại vì mấy rồi là làm chung mọi người làm rồi nên cháu kiểu như không có phải kiểu như là hơi phụ thuộc vào mọi người á. Thì hôm nay không có ai thì cháu làm. Nếm thử. Không thấy hấp dẫn á chứ. Anh muốn nếm thử không? Không. Tội như nhỏ. Đã nấu cho ăn rồi. Lát ăn luôn chứ nếm làm gì nữa. Tình cảm của chú dành cho cháu nó sâu đậm mình cách mời nếm không nếm đó. Mọi người sao vậy? Cháu có nghĩ chú với cháu cặp đôi bí ẩn không? Không. Không nghĩ hả? Tại sao cháu lại nghĩ vậy? Chú là cặp đôi bí ẩn đó nhưng mà ba nữ thì không biết ai. Ồ vậy hả? Chú cặp đôi bí ẩn nè. Cháu đang chú cặp đôi bí ẩn với ai? Với anh Chiến. Thôi bỏ đi. Lát Chiến với lại Sa qua nhà của anh không? Chi vậy? Nhà anh bán quần áo mà. Thì cũng hả? Ờ. Qua tặng cho thì cáo. Sao lúc đầu chú không nói sớm để cháu qua cháu mua đồ bên chú? Tại vì đồ bên chú không phải là đồ bán đi Đà Lạt. Mà chỉ là đồ bán cái shop thể thao bình thường thôi. Nhưng mà ở bên đó sẽ có những cái áo khoác. Áo khoác có thể thì mình mặc lên Đà Lạt thì chỉ lấy áo khoác thôi. Chú tặng hả? Ừ, chú tặng cho cháu, còn cháu trả tiền cho mẹ chú. Ủa vậy sao gọi là tặng được? Ê giỡn thôi chú ơi, chú tặng cho một áo khoác mà sợ cháu nhỏ đó. Nhỏ hả? Bên chú thì không có bán đồ em bé. Tự nhiên nãy giờ chú làm cháu bị tổn thương á. Mập lên xíu đi. Kêu. Ngon á. Quê anh chào tay. Quê là Sài Gòn đúng không ạ? Ừ. Quê anh của Sài Gòn đúng không ạ? Ừ, anh sống ở đây từ nhỏ mà. Trời ơi, tự nhiên được khen cái ngại cái ghê á. Chú thì nhà giàu, cháu thì nấu ăn ngon nha. Hai người cũng được nha. Kết hợp nhau nha. Mà chú nghèo. Ủa sao đó? Mọi người nói như anh Chiến nói như kiểu em với lại anh Duy là cặp đôi bí ẩn vậy đó. Đoán thêm. Chứ ai nữa. Lúc mà mình được Sa nấu đồ ăn cho là hết hồn, bất ngờ về là hết hồn luôn. Vì không nghĩ ra Sa có thể nấu đồ ăn. Chứ đơn giản là nghĩ những lần trước nấu ăn á thì cô nàng này hầu như vào là toàn phá hoại không. Là cắt cái này, gọt cái này hư cái kia. Nhưng mà không ngờ lại hôm nay lại được Sa nấu ăn cho ăn thì đồ ăn rất là ngon. Hay giỏi, tính ra cô bé này cũng giỏi. Biết giấu tài. Làm phá vậy thôi chứ thực sự mà để một mình cô làm thì cô vẫn làm được. Vẫn làm đồ ăn ngon cho người ta ăn được. Rất là hay. Thôi đưa anh rửa cho. Ngỡ rằng tình cảm chú cháu đang ngày càng phát triển thì tình cảm ý bất ngờ vấp phải một trục trặc nho nhỏ. Đi đâu á? Đi lên phòng. Chưa dọn xong hết mà đi lên phòng, đi ra đây. Ủa chị kìa, giờ cháu nấu rồi mà. Ai cũng nấu hết trơn, chú cũng chặt thịt. Cháu chỉ nêm nước không à. Ok chú. Đúng không? Bỏ của chạy lấy người à. Sao chú lại nỡ lòng nào đối xử với cháu như vậy? Tại chú thương cháu, sợ cưới về dậy không được cho nên bây giờ phải dậy trước, hiểu không? Đi lên phòng một nước một luôn. Mấy mình bắt lại kịp. Sao chú kỳ quá vậy? À. Chú muốn dạy dỗ để sau này cưới vợ. Người phụ nữ rồi. Trong gia đình á là nấu ăn xong còn dọn đồ ăn nữa. Là dọn chứ không phải là nấu ăn xong là bắt đầu chú bỏ trách nhiệm được. Tập làm quen đi, mốt có bạn trai á còn ra mắt được gia đình nhà trai. Mốt cưới chú thì khỏi dạy nữa đúng không chú? Chứ nấu ăn xong là bỏ đi là ba mẹ chồng là đuổi chửi. Đúng không? Con nấu ăn xong cái bỏ đi. Trái cây kìa. Bây giờ cháu lên phòng làm gì? Nằm. Nằm hả? Cháu chưa kịp nghỉ ngơi, cháu tắm xong là cháu đi xuống đây để nấu liền luôn á. Thôi đi đi. Đợi Sa lên lầu xong anh với em đi chơi.
Thế anh sống là sống cũng khắt khe lắm, chứ không phải là rồi bà là nhỏ nhất, bà cũng ngựa nhất. Tắm rửa cái rồi chuẩn bị chạy về nhà lấy đồ đạc nữa. Xa có đi không? Không rủ nữa, ghét à. Không, Duy không phải là Duy ghét gì Sa đâu, mà Duy chỉ cho Sa cách để cho lớn một tí thôi. Chứ cô bé cũng hơi trẻ con. Mình lại bị giảm cái cảm xúc với anh Duy một chút. Tại vì hôm nay mình thấy anh Duy có những cái lời nói mà mình cảm thấy là không thích cho lắm. Ở đây không thích là theo kiểu trai gái, chứ không phải là không thích là ghét, mà là không thích theo kiểu trai gái thôi. Vì mình thấy tính cách của anh Duy không giống như những lúc đầu mình nhìn thấy được. Cho nên là mình cũng hơi hoang mang một chút. Thật ra là lúc đó mình bị làm xong là mình bị mệt thật, cho nên là mình chỉ muốn lên phòng rồi mình nằm nghỉ một chút thôi. Và lúc đó anh Duy lại kiểu kêu mình lại nói, xong rồi kiểu cũng hơi ấy một chút.